Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình là Phú đây. Thì mấy hôm nay chúng ta có thấy trong cộng đồng game có rộ lên một cái game khá là hay và mới mẻ, đó là cái game Blade and Soul ha. Thì hôm nay mình cũng mon men vô mình tìm hiểu thông tin và mình cũng muốn là cài thử lên cái máy cùi bắp của mình thử coi xem nó có chạy nổi hay không. Thì bây giờ mình sẽ vô mình cài thử, đồng thời mình sẽ chia sẻ với anh em xem là có nên cài hay không và cài như thế nào ha. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì đây, bây giờ mình sẽ vào trình duyệt nè. Thì cái game này bây giờ nó đang khá là hot, cho nên các bạn chỉ cần vào Google nha, Google này. Vào Google này. Các bạn chỉ cần đánh chữ Blade lên thôi, Blade này. Là nó sẽ hiện lên chữ End Show liền, đó thấy không? Rất là dễ. Ta bấm vào Blade and Show. Rồi, search ra. Thì các bạn sẽ vào được cái trang chủ của nó, Blade and Show Việt Nam này. Đó, trang chủ giao diện rất là đẹp, khá là bắt mắt ha. Cái game này nó ra mắt chính thức vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2017, giao diện khá là đẹp đó. Ở đây nó có một cái đoạn trailer, các bạn có thể bấm vào đây các bạn coi thử xem nó có hay không đó. Nhìn các cái diễn viên mà đóng cái trailer này nhìn khá là hay ha, đẹp nữa. Rồi ok, bây giờ mình thử download về thử xem làm sao. Thì kéo dưới đây nè, các bạn sẽ thấy cái mục là tải game nè, download game nè. Thì mình thử download về coi ha. Rồi ấn vào download. Ui cha, sao cái gì mà có chút xíu vậy? Có 4 GB, 5 MB à. Rồi download thử nha. Mình sẽ chọn một cái chỗ nào đó download về. Rồi save, ấn start download. Rồi xong, mở ra. Rồi giờ mình thử setup thử coi. Sao nó không hiện lên gì vậy? Play and show. Apply rồi yes. À rồi, bây giờ nó bắt đầu nó tiến hành là download về này các bạn. Lưu vào đâu nè. À, rồi, mình download về nha. Cái này nó sẽ cho chúng ta thời gian chờ nè. Quá trời luôn. Cái này nó game khá là nặng luôn nè các bạn. Ôi chà, download 2 tiếng lận. Cái mạng của mình nó khá cùi bắp cho nên là nó download rất là lâu. Đó. Còn 2 tiếng nữa mới download xong. Thì giờ mình cứ để đây chờ cho nó download ha. Khi nào nó download xong á, mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ với các bạn nha. Ok, như như là nó đã tải xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình thử xem coi là nó sẽ làm cái gì tiếp theo nè. Nó đang loading để nó xác nhận lại cái file cài đặt nè. Tiếp tục chờ cho nó chạy hết cái này ha. Mình cho cái này xuống đi. Ok, tới đây chúng ta thử cài thử coi nha. Bấm next này. Rồi, install luôn. Cho nó chạy thử coi xem sao nào. Không biết là có cài vô được hay không nữa. Cái máy cùi bắp quá. Quá cùi bắp luôn. Máy yếu xìu à. Không biết có cài nổi hay không. Ok, thì bây giờ nó cũng đã tải xong rồi nè các bạn. Mình thử bấm finish thử xem nha. Xem nó có chạy game không nào. Ok, nó hiện lên rồi. Nó hiện lên rồi. Bây giờ mình sẽ phải đánh cái tài khoản của mình vào đây.
ha, đánh cái tài khoản vào đây. Thì mình chưa có tài khoản, bây giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản nha. Mình sẽ tạo cái tài khoản trước rồi mình sẽ đăng nhập vào đây thử xem sao. Ok, mình sẽ tạo tài khoản này. Ok, bây giờ mình sẽ tạo tài khoản ha. Ví dụ mình tạo ở đây nè. Rồi. À, nó bắt chúng ta phải tạo tên như thế này này. À, chữ in hoa, chữ thường, số, dấu gạch dưới, dấu gạch ngang, dấu chấm. À, tên đăng nhập phải bắt đầu hoặc kết thúc bằng chữ cái hoặc chữ số và chứa ít nhất một chữ cái. Rồi, ok. Mình sẽ đặt như thế này ha. Rồi, đặt dài đi ha. Xem chịu không nào. Đó, chịu rồi đó. Rồi, mình sẽ đánh cái password của mình vào. Đó, rồi email. Email thì mình có cái email như sau ha. Đó, đây là cái email của mình. Rồi, đồng ý nè. Rồi đăng ký ngay. Rồi cái này khỏi lưu đi. Xác nhận tài khoản email. Rồi đăng nhập ngay bây giờ đi. Rồi ok, chờ chút xíu để mình xác nhận cái email đó nha. Rồi sau khi mà tạo tài khoản xong á, mình sẽ quay trở lại cái game nè. Rồi mình đăng nhập vô thử coi xem sao ha. Đây tài khoản của mình nè. Rồi, mật khẩu. Rồi, đăng nhập thử coi. Nói trước nha, mình chơi game dở lắm á, mình không biết chơi. Mình chỉ cài vô thử để cho các bạn xem thử thôi. Cài vô cái máy cùi bắp xem chạy được không. Nghe nói game này nó dữ dằn quá mà. Rồi, đây là nó vô được cái tài khoản của mình rồi nè. Bây giờ không biết chơi sao nữa. Đó, Liên Quân Mobile, Quyền Vương gì lung tung trong đây. Mình thử bấm vào một trong những cái này thử coi xem sao nha. Giới thiệu nhân vật. Đây. Ồ, nó chạy vô cái trang web. Thôi chạy trang web thôi đi. Mình coi khác. À, trang chủ nạp thẻ. Cập nhật Play and Show. À, những cái này là cái gì đây? Này là cái gì? À, video hướng dẫn chơi nè. À, những cái này đâu trang web không à. Play and show. Cái này không có gì đó. Giới thiệu nhân vật. Ok thì mình đã cài vô xong rồi đó. Nhưng mà mình không chưa biết chơi thế nào nữa. Thì các bạn nghiên cứu thêm nha. Mình coi thử cái chỗ này cái nó là chơi cái kiểu gì mà mình chưa chưa biết chơi nữa nè. Cài vô vậy thôi à, không biết chơi gì đó. Play and show. Ây cha, sao nó lằng nhằng dữ vậy? Like. À, kiểm tra mấy chủ stream. Em gái stream không nào? Ok thì cái game này nó cài đơn giản như vậy đó các bạn ơi, chả có cái gì hết á, mình đã cài vô rồi mà bây giờ chơi thì không có
không biết là nó chơi cái kiểu gì nữa, tìm nãy giờ không thấy có cái chỗ nào để mà chơi, bấm nó toàn chạy vô trang web không à, không thấy nó chơi cái chỗ nào hết á. Mình vô những chỗ này coi thử coi. Đó, chơi này là chơi cái gì đây? Đó, nó vô được cái này nè. Đang vô server nè, đó. Coi thử coi xem này nó có gì hay không. Play and show. Đó. Room nè. Game. Ồ. Này là cái gì đây? Không biết luôn, cứ vô đại thử xem nó có chạy được hay không đã. Tại mình đang test thử mà, xem nó có chạy game nổi không mà. Ok các bạn ơi, mình vô tới đây rồi nhưng mà mình chưa biết là cái chỗ nào để vô chơi nữa. Thì các bạn nghiên cứu thêm nha. Ok, tạm thời mình cài xong cái game nhưng mà mình không biết vô sao ha. Thì mình sẽ tìm hiểu cái này, mình sẽ vô trong cho các bạn xem. Thì coi như là cái này là cài cái game rồi đó. Cái game này nó tương đối đơn giản và cài nó cũng nhẹ nhàng lắm các bạn, không có gì phải ghê gớm đâu. Đối với cái máy cùi bắp như của mình là nó cài đủ rồi. Thì cái video này mình tạm thời mình tạm dừng đây ha. Mình sẽ làm cái video khác để mình vô mình test game thử cho các bạn xem. Ok. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.